Top 5 nàng thơ V-Biz xinh đẹp tài năng từng xuất hiện trong MV của Sơn Tùng MTP, Hải Tú là người đặc biệt nhất. Trước khi có diễn viên độc quyền Hải Tú, Sơn Tùng MTP từng sánh đôi với nhiều bóng hồng xinh đẹp như Chipu, Cara Phương và những nữ chính này đều trở nên nổi tiếng hơn sau khi tham gia MV của Sơn Tùng. Họ được xem là những mỹ nhân xinh đẹp tài năng bậc nhất nên mới được Sơn Tùng mời hợp tác chung. Và clip hôm nay, hãy cùng Hero Thanh điểm qua 5 nàng thơ V-Biz từng xuất hiện trong MV của Sơn Tùng nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Chipu. Chỉ trong vỏn vẹn hơn 2 tháng cuối năm 2015, đầu năm 2016, Chipu liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc của Sơn Tùng là Buông đôi tay nhau ra và Một năm mới bình an. Ở thời điểm đó, cả hai đều là những tên tuổi có vị trí nhất định trong làng giải trí và được giới truyền thông săn đón. Với sự xuất hiện trong hai MV này, Chipu nhận được nhiều sự chú ý với ngoại hình long lanh, xinh xắn, cùng khả năng diễn xuất nhập vai khá mượt mà khi ghép cặp cùng chủ nhân bản hit Em của ngày hôm qua. Dù hiếm khi nhận lời tham gia các video ca nhạc, nhưng mỗi lần xuất hiện trong các MV, Chipu đều ghi được dấu ấn rất riêng trong lòng khán giả. Được biết, năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Chipu khi cô tuyên bố trở thành ca sĩ. Câu nói "đừng gọi tôi là diễn viên, hãy gọi tôi là ca sĩ" của cô khi đó tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn. Từ hôm nay và Cho ta gần hơn là hai MV đầu tiên được ra mắt, ghi dấu ấn với hình ảnh ấn tượng, giai điệu bắt tai. Tuy nhiên, giọng hát của Chipu được nhận xét là thảm họa. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục thay đổi khi cho ra mắt sản phẩm táo bạo hơn. MV gắn mác 16+, mời anh vào team em, nhận được nhiều khen ngợi về mặt hình ảnh. Cô chuyển hướng sang dòng nhạc ballad với ca khúc Anh ơi ở lại. Sự đầu tư MV theo hướng cổ trang và lời nhạc dễ đi vào lòng người đã khiến sản phẩm được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, sự bất ổn nằm ở những khoảnh khắc hát live của cô. Từ chiếc ô trong ca khúc bị cô hát thành chiếc ố trong một sự kiện bỗng trở nên viral đến thời điểm hiện tại. Dưới video hát live của các nghệ sĩ Việt, Chipu luôn là cái tên được nhắc đến nhiều. Chipu nghe bài này sẽ thấy ngại. Nghe xong chắc thấy chột dạ lắm đây, là một số bình luận phổ biến. Tối 12 tháng 10 năm 2022, Chipu ra mắt MV Miss Showbiz sau loạt sản phẩm bị nhận xét là dung tục như Black Hickey, Sashimi. Cuối video, cô gửi lời xin lỗi khán giả và tuyên bố dừng ra MV mỗi tháng như kế hoạch. Sau khi không được đón nhận trong lĩnh vực ca hát, Chipu mới đây công bố thành lập thương hiệu nội y. Hiện tại, Chipu đã trở thành sao hạng A nổi tiếng trong showbiz Việt. Cara. Một nhân vật không thể không kể đến trong danh sách những bóng hồng từng xuất hiện trong các MV của Sơn Tùng MTP là Cara. Cara là cô gái từng chiếm được nhiều thiện cảm từ khán giả cũng như cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng MTP khi xuất hiện trong MV Đình Đám Nơi Này Có Anh. Sau sự xuất hiện đầy ấn tượng trong MV, Cara ngày càng được nhiều bạn trẻ biết đến hơn với nhan sắc xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt cùng giọng hát ngọt ngào. Chia sẻ về lần hợp tác đặc biệt này, Cara cho biết: "Mình cảm thấy rất may mắn vì được làm việc với một nam ca sĩ tài năng như anh Tùng, cũng như được hợp tác với một ekip vô cùng chuyên nghiệp ngay trong lần đầu thử sức." Sau khi đóng MV chung, Cara vẫn nhắc đến Sơn Tùng bằng một sự ngưỡng mộ, nhưng cô cũng từng tiết lộ không còn giữ liên lạc vì thời điểm đóng MV, cả hai chỉ có mối quan hệ ở mức độ công việc. Sau khi gây chú ý với vai trò người yêu của Sơn Tùng MTP trong MV Nơi Này Có Anh, chỉ khoảng 4 tháng sau, Cara khiến nhiều người bất ngờ khi debut với MV Em Đã Quen. Khoảng tháng 9 năm 2020, Cara trở thành gương mặt được yêu thích khi xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai và kết đôi với anh chàng streamer No Way. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi gây sốt ở thời điểm lúc bấy giờ và còn cùng nhau thực hiện MV chung có tên This Way. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, nhiều người nhận ra Cara và No Way không còn tương tác nhiều như xưa. Có ý kiến cho rằng cả hai hiện chỉ còn giữ mối quan hệ tình bạn sau chương trình. Hải Tú. Hải Tú tiếp tục là nàng thơ trong MV mới Chúng Ta Của Tương Lai mà Sơn Tùng MTP ra mắt vào 0 giờ ngày 8 tháng 3. Lần thứ hai, Hải Tú là nữ chính của Sơn Tùng, viết tiếp câu chuyện còn bỏ ngỏ trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại cách đây 4 năm trước. Được biết, vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, Hải Tú xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng MTP vào tháng 10 năm 2020. Thời điểm vừa được công bố với vai trò là diễn viên độc quyền, tên tuổi Hải Tú lên như diều gặp gió. Hải Tú xuất hiện liên tục trên truyền thông, trang cá nhân cũng thu về lượng tương tác cực khủng. Đến hiện tại, Hải Tú có hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Sản phẩm đầu tay của Hải Tú khi đầu quân về công ty Sơn Tùng là vị trí nàng thơ trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Sau 2 tháng đã nhận được vị trí quan trọng, Hải Tú vướng phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Hải Tú diễn xuất không thu hút, ánh nhìn và biểu cảm còn quá đơ. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại yêu thích nét thơ ngây, nhẹ nhàng và trong sáng của Hải Tú. Sau 2 năm vào công ty, đây cũng chính là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của Hải Tú.
Những người theo dõi Sơn Tùng từ trước đến thời điểm năm 2021 đều rõ tin đồn hẹn hò của nam ca sĩ và Thiều Bảo Trâm. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận, nhưng cả hai liên tục lộ ảnh đi du lịch, ăn uống và thậm chí là diện đồ đôi cùng nhau. Tuy nhiên đến đầu năm 2021, cái tên Hải Tú bỗng dưng bị réo gọi vì cho rằng cô có liên quan đến chuyện tan vỡ của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Hải Tú, Thiều Bảo Trâm cùng lọt top 10 Google Trend 2021, rộ tin đồn hot về Sơn Tùng Hải Tú, phát ngôn của Pha Lê thành tâm điểm Hải Tú, ước mơ thành bác sĩ thú y nhưng trở thành nàng thơ của Sơn Tùng MTP. Nhiều bức ảnh thân mật của Sơn Tùng và nàng thơ độc quyền Hải Tú bị mang ra bàn tán tiêu cực. Lúc đó, Hải Tú quyết giữ im lặng trước công chúng. Tuy nhiên, việc dính vào thị phi này đã khiến sự nghiệp của tân binh Hải Tú vốn đã mờ nhạt lại chìm vào bế tắc. Sự nghiệp của Hải Tú trở nên mờ nhạt và hoàn toàn biến mất vì dính scandal với Sơn Tùng. Đến hiện tại, khi xuất hiện trong MV Chúng Ta Của Tương Lai thì đây là sản phẩm thứ hai Hải Tú góp mặt sau khi về công ty Sơn Tùng. Thu Anh. Thu Anh là nữ diễn viên thường xuyên góp mặt trong các MV đình đám như Sau Tất Cả của Eric, How Deep Is Your Love của Quang Vinh, Lách Thật Phong Cách của Ngô Kiến Huy và đặc biệt là Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP. Mặc dù chỉ xuất hiện trong MV Lạc Trôi ở một phân cảnh rất ngắn, nhưng Thu Anh cũng để lại được nhiều ấn tượng với thần thái sắc lạnh cùng nét đẹp sắc sảo không lẫn lộn của mình. Nói về việc nhận lời tham gia đóng MV Lạc Trôi, Thu Anh chia sẻ: "Cá nhân mình rất thích các sản phẩm âm nhạc trước đây cũng như Lạc Trôi của Tùng cả về mặt nội dung lẫn hình thức, nên việc được tham gia vào dự án này, mình cảm thấy hết sức thoải mái và còn coi đó là niềm vinh dự." Vũ Ngọc Trâm. Vũ Ngọc Trâm vốn được nhiều bạn trẻ biết đến như một cô nàng hot girl, sở hữu gương mặt xinh xắn cùng nụ cười tươi tắn. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong phim ngắn và xuất hiện trong một số hoạt động nghệ thuật liên quan đến thời trang. Tuy nhiên, tên tuổi của Vũ Ngọc Trâm chỉ thực sự được đông đảo bạn trẻ biết đến khi cô tham gia diễn xuất trong MV Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng MTP với vai trò nữ chính. Xuất hiện trong MV, Ngọc Trâm đã thực sự chinh phục khán giả bởi ngoại hình mong manh xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất khá tự nhiên mượt mà. Được biết, lượng người theo dõi Ngọc Trâm đã tăng lên đáng kể và cô nàng cũng trở thành gương mặt tiềm năng được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất chú ý từ sau lần xuất hiện trong MV của Hoàng Tử Mưa.